giới thiệu thành phố Thi là nổi tiếng rồi, có những nhiều mình nào nổi tiếng. Bắt đầu từ Cleveland, rồi Cleveland về lại Chicago nha các bạn. Boston the hip meal. Boston meal. Xe mình thấy nhà đây cũng bự lắm bự rồi. Dạ. Đây, nè, đây nè, thấy không? Dạ. Nhà này giống như là cái nhà ở cho Kansas á. Những cái vùng vùng quê và vùng Kansas đây, nhà nó đất nó rộng và nhà này bự. Đây tốc độ đi 35 mile thôi. Bao mau giờ có Island đang đi vào đi ra nên đi tốc độ tương đối là chậm. Quý vị, đây là lần đầu tiên mình đi khám phá vùng này Ohio, tiểu bang Ohio nha, nên cũng cái gì cũng mới á, sẽ cập nhật cho các bạn xem. Mình nghĩ nhà đây cũng phải một ngôi nhà cũng phải 20 mẫu mẫu. Mày nghĩ là tuổi tuổi farm ở đây thấy không, hai nữa là tụi nó trồng bắp mùa hè ở ngoài thì mình thấy nhà rất là đẹp, mà ở ngoài sau tổng trồng cả thì số bao nhiêu mà thực tế là nhà không đi đậm đấy, phải không, phải rất là sạch luôn. Ohio là một cái tiểu bang gọi là cái tiểu bang dạng như là vùng vùng ngoại ô, giống như ở Việt Nam á, giống như ở đâu Cần Thơ vậy á, Vĩnh Long á, nó không phải là tiểu bang về kinh tế lớn mạnh như là California hay là New York hay là Chicago, nên là đây là theo mình nghĩ thì đây là vùng Mỹ trắng ở nhiều, dân số thì tương đối thôi, khoảng là khoảng vài triệu ha, hai ba triệu thôi.
bây giờ khoảng khoảng một ta sẽ đến địa điểm, bây giờ tạm dừng để đến nơi mình tiếp tục quay tiếp nhé. Đây, cảnh thì nó cũng tương tự. Đây mình đang đi xuống National Park ở Ohio. Đó là Boston New Road. Boston New. Bây giờ là mình đang ở đường Riverview. Đó đẹp đây nè, không quay mình nè. Đó, giờ đi nha. Cái cầu này là nó chỉ cho hát xô 200 tấn, à 15 tấn thôi. Đường này sẽ lỡ ta lỗi. Đường này sẽ lỡ đi ngang qua luôn. À. Là nó có hạn nhiều. Cái đường này sẽ lỡ đúng không? Đúng rồi. Cano dưới rồi đấy. Ở đây có một con suối đây. Kayak đẹp. À mình đi kayak được á. Giao. Nè nè nè, nó có cái gì đó. Nó cho mướn rồi đó. Mình có ngủ lại đây bữa nay không? Ồ đây đẹp này ra. Ok, vô thành phố Boston Mill Ski Resort. Đây, ski này mùa đông để đi ski. Đó. Mùa đông là chắc là cũng tuyết nhiều á. Tuyết ở trên này nè. Đó, ta đi ski. Visitor Center nè, đó, car only. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đó, center, Visitor Center, ở đây. Đây, như cái Visitor Center. Đúng rồi, ở đây nè. Đây là giới thiệu qua cái ngành công nghiệp của cái thung lũng này nè. À, cái thung lũng này nè, có niềm, có cái nền công nghiệp là những cái xưởng, rồi có những cái tàu lửa chuyên chở hàng đi qua. Từ năm 1827 rồi các bạn. Và nó nằm ở tiểu bang Ohio. Đây là chúng ta đang ở Ohio nha. Và năm 1900 của công ty Cleveland. Đó. Chúng ta đi đâu, vị chú nhà cũng học lịch sử cái vùng đó. Mình cũng đâu, mình nhiều chỗ mình chưa đi, cái này chỗ này mình cũng đi lần đầu. Mình cũng muốn ghi lại những cái lịch sử của cái vùng đó để mình xem. À họ cũng làm dệt nè, cái paper mill à. Đây là đường lên lửa họ vận chuyển hàng hóa nè. Đây là mình đang ở Boston Mill Station nè. Ok. Vùng này là Cleveland. Đây là Cuyahoga Valley National Park. Và đây là cái bảng hiệu để đi vào thung lũng Cuyahoga Valley. Đây là một công viên, gọi là công viên National Park các bạn, là thuộc về công viên quốc gia. Đây là công viên quốc gia mà chúng ta thuộc vào của những Department, US Department và Interior, là về những cơ quan của chính phủ và nội bộ.
Chúng ta thấy cái bài cái logo không? Cái này là cái bát logo của nó của US Department of the Interior. Bây giờ mời các bạn đi vào trung tâm Visitor Center để tham khảo thêm những thông tin thêm của cái valet này có những cái gì mà chúng ta cần tham quan. Chúng ta bắt đầu đi vào cái trail. Mẹ đang đeo lên xe Honda của người ta. Ủa, như kêu rồi kìa. Có cái xe Honda, chú thằng kêu đừng đeo lên. Mẹ đeo lên đó, mẹ cãi cho người mẹ đeo lên, nó kêu đó. Đây, chúng ta thấy cái suối ở phía dưới nha các bạn. Vị trí chú Vũ cũng đi những cái vườn chữa khu ở San Francisco, Yosemite, rồi đi Reno, đi rất là nhiều. Các bạn có thể coi ở những cái clip trước của vị trí chú về khám phá những cái thác ở Mỹ, mỗi cái chỗ khác nhau. Thì ở đây là ở Ohio, thì nó không có đẹp bằng ở những cái vùng ở Bắc Cali rồi ở Cali. Tuy nhiên là chúng ta đi mỗi nơi khám phá một chỗ. Đây là ở Cleveland tại tiểu bang Ohio. Đây. Hello quý vị. Hai ngày nay gặp Vũ từ Chicago vô á, lái xe cho đến đây luôn rồi, sẵn lái xe luôn. Đây National Park ở của đằng Ohio Cleveland, rất là đẹp. Quý vị mà đứng đây thôi á đã nghe nước suối rồi. Không suối biết lớn bao nhiêu mà nghe rồi. Nghe suối rồi, suối ở dưới này không ai thấy đâu. Đó. Vì mình nghĩ là nội mà nghe thôi á, vì mình nghĩ là cái nước suối này nó lớn lắm. Dạ. Từ từ đi xuống. Đó. Đây hơi dưới đường. Tắm sợi. Đó. Sneak through. Bãi dặn á, là mình ta phải. Ừ. Đó. Cái trail này giống như là một cái, có thể thấy giống như một cái cầu á. Cái cầu ở trên trên họ làm trên cái đường đất này. À ha, các bạn thấy cái treo này nó vậy đó. Đây là lần thứ mấy anh Hiền đến chỗ này? Đây. Lần thứ mấy? Đi đến Ohio thì đến lần nào chưa? Ohio tới mấy chục lần rồi, bạn mình ở Cleveland nhiều lắm. Dạ. Đến đây mình coi NBA basketball. Ừ. Đó. Ohio thì nổi tiếng gì anh Thiên? Cleveland NBA có thằng James LeBron, nó về LA rồi. Dạ. Cleveland Brown. Dạ. NBA NFL. Dạ. Đó. Dì ở đây. Dạ. Đó. Đó nè, nói Vũ vô đây nè. Đó.
Các mình đi bộ xuống ha. Không, suối. Nó dặn là đừng đi xuống tay trái, chỉ về mới đi xuống. À. Đừng có đi, rồi xong rồi nó sẽ lạc hết. Alright, các bạn, chúng ta đã đi đến xuống phía dưới. Và chúng ta có thể thấy. Đây các bạn có thể thấy suối là rất là đẹp. Rồi để anh quay trước không chứ. À, các bạn thấy hết toàn cảnh không? Còn giới thiệu cái kho này, kho này là Friendly White kho nha các bạn. Này có từ 3 đến 400 năm trước. Rồi. Suối các bạn, đường rất là trơn, phải rất là cẩn thận. Tôi ghê. Hello các bạn, à, mình đang đứng trước con suối ở Cleveland thuộc tiểu bang Ohio. Các bạn thấy phía sau Vũ là một con suối rất là đẹp. Đây. Mời các bạn xem trên Việt Di Chú TV để xem những video về khám phá nước Mỹ, những cảnh đẹp và những con suối nha các bạn. Hello mọi người, đi với Vũ đang xuống đây. Này là một cái waterfall, nước gì đấy trôi xuống hướng hướng nam. Đang đi kiếm chỗ đặng có gì làm quay phim cho quý vị coi ở Cali và nước Mỹ và tại Việt Nam luôn.
qua Mỹ là có mấy cái thiên nhiên này rất là đẹp. À, cách nhau từ Chicago 4 tiếng đồng hồ từ thành phố lớn. Ra đây rất là yên tĩnh. Cái này là một cái đảo trong một cái park này. Nó có đến 8 cái đảo luôn. Và nãy các bạn thấy rừng thác rất là đẹp luôn, nước chảy rất là trong veo luôn. Tiếp tục cuộc hành trình tham quan Brooklyn for and cái trong khu thành phố Cleveland. Đây là dọc đường thì mình thấy cây nó rất là xanh tươi và rất là nhiều cây dọc đường. So với ở tiểu bang California thì nếu mình đeo đi vào cái khu như là California rồi đi thì nó cây nó xanh hơn, nhưng mà Cali nó có nét đẹp khác. Ohio là một tiểu bang thuộc chúng ta biết là tiểu bang của Đảng Cộng Hòa, và những người ủng hộ Trump ở tiểu bang này cũng rất là đông. Và kỳ bầu cử vừa rồi thì Ohio tiểu bang này là một tiểu bang ủng hộ tổng thống Trump rất là mạnh, khác với Chicago nha các bạn. Chicago là thành phố Chicago là bà thị trưởng Chicago là người da màu á. Chicago thì là thành phố của đảng dân chủ. Sắp tới ngày mai mình có thể đến quay phở than cho các bạn xem cái phở than thời kỳ này như thế nào. Các bạn biết là cái câu chuyện mà phở than là một người Việt đầu tư và làm ăn về phở ở trung tâm Chicago và rất thành công. Có thể nói là thu nhập hàng năm đến triệu đô. Nhưng vì một cái sai lầm và về ủng hộ chính trị và một sai lầm là đi ra biểu tình vào ngày 6 tháng 1 mà bây giờ là hủy hoại công việc kinh doanh bây giờ rất là đi xuống. Và đi bộ xuống. Nên bất kỳ ngày rất đi vòng vòng rừng ấy. Đây, chúng ta đi xuống thấy tiếp theo hành trình. Đây là nước suối này chảy xuống thì nó hơi đục tại vì hôm qua và hôm kia trời mưa nên nó có bùn. Các bạn thấy không? Bùn nên nước suối khúc này thì nó lại đục.
vô hết chỗ này thì sao? You can tell how far a frog will jump by looking at him. You can tell how far a frog will jump by looking at him. Thì nhìn một con ếch mà cái cơ địa của nó, cái bắp đùi nó, thì nó nhìn nó là biết là có thể là nó đi xa bao lâu, nó nhảy được bao xa. Và mở rộng cái đó là nghĩa con ếch, mà nghĩa rộng ra nghĩa đen á, cái đó là nghĩa bóng. Cái đó là nghĩa đen, là chính xác là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á là nhìn vào cái một người đối tượng đó, nhìn vào cái thần thái và cái mặt từ đó thì có thể you can tell. Nó can theo nhưng mà nó ngược lại để nhấn mạnh thêm, không phải là không thể nói. Đó. Ví dụ nhìn một cái con cá đó là không thể nói ra. Đúng rồi. Là sẽ nhảy bao xa. Uh-huh. Nghĩa là sao? Đó nghĩa là không thể đánh giá một con người bề ngoài được. Ừ. Đó, ví dụ bề ngoài, ví dụ có thể con ếch đó mà nó nhỏ. Ừ. Nhưng có thể nhảy xa, hoặc là con ếch nó ốm nhưng mà nó có một cái sức khỏe mạnh. Đúng rồi. Có thể có lý trí, cho nó là con người, nó có ý chí. Đúng rồi. Chính xác hơn. Nghĩa là không đánh giá cả đường này. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Yeah. Don't jump in the mud, man.